Nếu bạn là hiệu trưởng của một trường phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó mà bây giờ bạn chỉ còn quỹ đất đủ để xây một sân bóng rổ hoặc một cái vườn trường, bạn chọn cái nào? Nếu như mình là hiệu trưởng ấy thì mình sẽ chọn một cái giải pháp hài hòa, sau khi mình đã tìm hiểu về cái điều kiện kiến trúc, nhiều khi thiết kế vườn trường nó cũng phải phù hợp với kiến trúc cảnh quan của nhà trường đó, chứ không phải tự nhiên giữa sân trường lại đặt một cái vườn trường, nhiều khi nó lại không phù hợp. Thì mình nghĩ là có nhiều cách để mà có thể có vườn trường, nhưng mà tại sao mà lại cần phải có vườn trường? Bởi lẽ là nó phải diễn ra hàng ngày. Ví dụ năm 2005 ấy, thì ở bên Nhật Bản người ta đã có một cái nghiên cứu cho một nhóm người là đi, và trước khi mà nhóm người đó đến là họ ngủ 6 tiếng rưỡi một ngày, nhưng mà sau đấy họ cho đi qua một cái cánh rừng khoảng 1,5 giờ, thì về việc đầu tiên là họ ngủ 7 tiếng rưỡi, tăng thêm 1 giờ, và thứ hai là họ cảm thấy vô cùng sảng khoái, và đo cái nồng độ hormone ở trên não thì thấy rằng là họ mà có những cái hormone mà gây ra căng thẳng stress đều giảm đi. Như vậy là cái việc mà làm gia tăng hormone hạnh phúc đấy, người ta nghiên cứu, người ta đo được nó có thể duy trì được trong vòng khoảng 30 ngày nếu như họ có tới khoảng 1 tiếng rưỡi đi trong rừng. Và tại sao đi trong rừng mà nó lại làm gia tăng cái hormone hạnh phúc đấy, là bởi vì là bản thân rừng cây, các những rừng cây xung quanh là nó tiết ra một cái gọi là cái tinh dầu, làm cho người ta làm cái tinh dầu mà nó có khả năng tăng cái khả năng miễn dịch. Và trong cái thiên nhiên và rừng cây đấy nó cũng có các cái vi khuẩn có ích, là làm khi mà mình hít thở vào trong cơ thể của mình, nó cũng quá trình chuyển hóa và làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì cái việc đó, nếu như mà chu kỳ bình thường là 3 một tháng một lần mình được đi ra ngoài vùng ngoại ô, cũng đó là một lựa chọn tốt. Nhưng nếu như hàng ngày các con mỗi một lần giờ ra chơi, các con khoảng đi ra trải nghiệm trong khu vườn, và người ta gọi một cái khái niệm gọi là tắm với thiên nhiên, hay là tắm rừng nếu như có điều kiện rừng tốt hơn ấy, thì nó sẽ làm gia tăng những cái hormone hạnh phúc và gia tăng rất là nhiều thuận lợi cái sức đề kháng tốt cho trẻ, đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay là bê tông hóa khắp mọi nơi, các con về nhà ngoài việc học ở trường xong về nhà lại lại tiếp tục 4 bức tường. Và vì sao mà trẻ bây giờ thế hệ Gen Z, Gen Z lại là mong manh dễ vỡ, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó. Vâng.